xin chào anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh tìm kiếm đầu tư trước khi vào video chia sẻ hôm nay xin mọi người tặng cho chúng tôi một like và một đăng ký ủng hộ kênh để chúng tôi có thêm động lực phấn đấu làm thêm nhiều video hơn nữa xin cảm ơn mọi người chắc bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều có mơ ước bản thân mình làm chủ kinh doanh mặt hàng gì đó nhưng khi kinh doanh thì cần vốn không phải ai cũng có sẵn vốn hoặc vốn ít Vậy vốn ít thì nên kinh doanh gì? Hẳn là điều băn khoăn của rất nhiều người khi mới bắt đầu lên ý tưởng khởi nghiệp. Các bạn đừng lo, ngay trong video này tìm kiếm đầu tư sẽ đưa ra 7 ý tưởng kinh doanh với vốn ít mà lời nhiều đã được nhiều người áp dụng thành công trên thực tế. Xem xong video này, các bạn sẽ không còn lo lắng rằng phải có vốn vài trăm triệu chúng ta mới có thể kinh doanh. Đôi khi chỉ cần chục triệu trong tay là bạn có thể khởi nghiệp được rồi. Các bạn hãy tham khảo và lựa chọn cho mình một mô hình kinh doanh phù hợp để bắt tay vào phát triển và chinh phục khách hàng nhé. 1. Mở tiệm tạp hóa. Khoảng trong vòng 20 năm trở lại đây, tôi từng chứng kiến có rất nhiều người thành công và đi lên từ mô hình kinh doanh tạp hóa. Và bây giờ tôi thấy, mở tiệm tạp hóa vẫn là hình thức kinh doanh nhỏ lẻ được rất nhiều người ưa chuộng. Vì vốn ít mà mang lại lợi nhuận tương đối cao. Bán hàng tạp hóa là một ý tưởng kinh doanh nhỏ không cần nhiều vốn vì bạn đã có lượng khách hàng ổn định xung quanh khu vực mình kinh doanh quan trọng của kinh doanh tạp hóa là tìm được mặt bằng nơi có đông người sinh sống hay ở các khu các cụm công nghiệp tuy nhiên nguồn nhập hàng cũng là một yếu tố rất quan trọng quyết định thành bại của cửa hàng tạp hóa nếu bạn nhập hàng với giá cao thì khi bán ra sẽ thu lại được tiền lợi ích và khó cạnh tranh với những cửa tiệm khác Bên cạnh đó còn cần có sự nhanh nhẹn và linh hoạt của người bán hàng. 2. Bán hàng online. Bán hàng online là cách khởi nghiệp ít vốn. Bạn có thể bắt đầu với một mô hình kinh doanh tuyệt vời trên mạng xã hội. Với gần 60 triệu người sử dụng mạng xã hội, Việt Nam đang dần trở thành thị trường tuyệt vời với các hình thức kinh doanh online. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng một lần sử dụng mạng xã hội để mua sắm. Bởi thực tế mà nói, Mua trên các cửa hàng online là cách giúp khách hàng có thể lựa chọn những món đồ mà mình ưng ý và độc đáo một cách nhanh nhất chỉ qua một vài bức ảnh ấn tượng. Có thể nói, bán hàng trực tuyến đang là một xu hướng kinh doanh nhỏ thu lợi lớn hiện nay. Bạn hoàn toàn có thể kinh doanh qua các kênh của mạng xã hội như các trang website, diễn đàn, chợ điện tử, Zalo, Facebook. Hay đơn giản nhất, các bạn chỉ cần Facebook cá nhân của chính các bạn cũng có thể kinh doanh và kiếm được nhiều tiền để bắt đầu kế hoạch kinh doanh qua mạng bạn cần quyết định lựa chọn mặt hàng để bán các bạn có thể tìm trên mạng internet bạn sẽ tìm thấy mọi thứ bạn muốn kinh doanh phù hợp với nhu cầu nhóm khách hàng mà bạn muốn hướng tới bạn nên chọn cho mình một nguồn cung giá cả hợp lý làm ăn uy tín ổn định và đáng tin cậy và các bạn chỉ cần đăng bài khi nhận được đơn hàng các bạn mới nhập và chuyển hàng cho khách với hình thức kinh doanh này thì gần như bạn không cần tới vốn mà có thể kinh doanh rất nhiều các mặt hàng cùng lúc bán hàng online là một hình thức kinh doanh mang lại lợi nhuận cao ai cũng có thể kinh doanh được nên trước khi bắt đầu vào lĩnh vực nhiều cạnh tranh này bạn nên tìm hiểu và nghiên cứu học hỏi về cách kinh doanh trên mạng xã hội để tránh trường hợp không bán được hoặc bán được ít hàng nhé những người có năng khiếu và có kỹ thuật kinh doanh online thành công thì làm giàu rất dễ và bán hàng online đang được xem là mỏ vàng đối với họ. Ở Việt Nam trong những năm qua có rất nhiều người đổi đời nhờ bán hàng online. 3. Kinh doanh đặc sản vùng miền Ở nước ta, gần như vùng miền nào cũng có ít nhất một món đặc sản, đặc trưng của vùng đó. Ví dụ như đặc sản miền Bắc có cốm làng vòng Hà Nội, bánh đậu xanh Hải Dương, bánh cấy Thái Bình. Miền Trung có đặc sản như nem chua Thanh Hóa, cu đơ Hà Tĩnh, mè sửng Huế đặc sản miền tây có kẹo dừa bến tre khô cá cà mau đây là một điều kiện rất thuận lợi khi bắt đầu kinh doanh bạn sẽ không phải vất vả đi tìm nguồn hàng chỉ cần đến hoặc liên hệ qua điện thoại với các thương hiệu ở các vùng chuyên sản xuất để đặt mối tận gốc đặc sản vùng miền luôn tạo ra được sự độc đáo ví dụ như kẹo dừa thì nơi nào cũng có thể làm khô cá thì các vùng biển không thiếu nhưng tại sao cứ phải là kẹo dừa bến tre mới thơm khô cá cà mau mới ngon là vì cùng giống dừa nhưng trồng ở bến tre sẽ cho quả khác cùng giống cá ấy nhưng tẩm ướp theo công thức riêng của cà mau lại tạo ra hương vị đặc biệt đây chính là lợi thế của đặc sản hiếm nơi nào có thể bắt chước hương vị giống những món ấy giống vùng quê nguồn gốc của chúng với ý tưởng kinh doanh ít vốn này bạn sẽ không phải lo lắng vì những sản phẩm tương tự khác các món đặc sản không chỉ được tiêu thụ nhiều tại vùng đó mà càng là mặt hàng hot ở những vùng miền khác vì nếu muốn được ăn đặc sản chuẩn vị thì các thực khách buộc phải đặt hàng từ những địa danh khởi nguồn của nó. Nhờ vậy mà, khi kinh doanh bạn không phải quá lo lắng về việc mở rộng thị trường, chỉ cần khéo léo một chút bạn sẽ dễ dàng thu hút được nhiều khách hàng mới. Hầu hết các món đặc sản đều có giá bán khá rẻ vì sản lượng nhiều. Nguồn hàng sẵn có sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí nhập hàng, còn riêng đặc trưng của sản phẩm lại làm giảm tỷ lệ cạnh tranh đáng kể. Kinh doanh đặc sản miền quê còn rất phù hợp với mô hình kinh doanh online. Bạn không nhất thiết phải mở một cửa hàng để buôn bán, mà chỉ cần kinh doanh qua các mạng xã hội là được. Rất nhiều tấm gương thành công đưa đặc sản quê mình tới hàng nghìn khách hàng thông qua Internet. Đây là ý tưởng kinh doanh, ít vốn lời cao, nên đã có rất nhiều cửa hàng bán đặc sản các vùng miền xuất hiện và họ cũng rất thành công. Một lưu ý cho bạn là, khi kinh doanh đặc sản miền quê, bạn phải xây dựng uy tín khi khởi nghiệp. Chọn được nguồn hàng kinh doanh chất lượng tốt, giá cả hợp lý, bán hàng có thương hiệu, nổi tiếng đúng vùng miền, luôn giữ được độ tươi, ngon và cam kết bồi thường toàn bộ đơn hàng cho khách nếu bán hàng không đúng chất lượng cũng như thương hiệu bị nhái. 4. Kinh doanh đồ ăn vặt, đồ uống tại nhà. Bạn có thể mở cửa hàng bán đồ ăn nhanh, nước uống tại nhà. Đây là hình thức kinh doanh nhỏ lẻ nhưng mang lại thu nhập khá cao nếu tay nghề nấu ăn và pha chế nước uống của bạn được khách hàng yêu thích họ sẽ quay lại mua và còn giới thiệu thêm nhiều người tới ủng hộ bạn thuận lợi hơn nữa là khi kinh doanh tại nhà bạn không cần mất chi phí cho việc thuê mặt bằng sẽ giảm cho bạn rất nhiều áp lực so với đi thuê mặt bằng để kinh doanh bạn có thể giới thiệu dịch vụ của mình trên trang facebook nhận đặt hàng và giao hàng tận nơi đây không chỉ là một cơ hội kiếm tiền với những gì bạn yêu thích nó còn là một cách tuyệt vời để kiểm tra sự khéo tay của bạn trước khi đầu tư làm ăn lớn. 5. Kinh doanh thời trang online Lĩnh vực kinh doanh thời trang luôn là một ý tưởng hot, đặc biệt dành cho những ai muốn kinh doanh vốn ít, yêu thích cái đẹp và có gu thẩm mỹ tốt. Có rất nhiều ý tưởng kinh doanh, vốn nhỏ từ thời trang hút khách như dịch vụ order quần áo từ website nước ngoài, tự thiết kế và may bán, kinh doanh đồ xe cần hand bán đồ dành riêng cho từng đối tượng như quần áo trẻ em, đồ sinh viên, đồ người cao tuổi, đồ đôi, vân vân. Nhận order hàng đã giúp rất nhiều người làm giàu từ đồng vốn nhỏ. Tận dụng lợi thế giá thành nhập rẻ, chất lượng hàng ổn định, mẫu mã đa dạng, cùng với sự lan tỏa của các kênh bán hàng online, nên dù buôn bán nhỏ, ít vốn, nhưng vẫn xin lợi nhuận tốt. 6. Kinh doanh giày dép online Giày dép là những vật dụng quan trọng, không thể thiếu của con người, mang lại nhiều lợi ích như bảo vệ đôi chân cũng như thể hiện được tính cách và gu ăn mặc của mỗi người. Những đôi giày dép đẹp, phù hợp với mỗi hoàn cảnh khác nhau sẽ giúp người sử dụng trở nên thoải mái và tự tin hơn. Do đó, việc kinh doanh online giày dép rất tiềm năng, bởi càng ngày càng có nhiều cửa hàng bán giày mở ra, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng khi đời sống con người nâng cao hơn thì giày dép không chỉ là đồ dùng để đi nữa mà còn trở thành sở thích sưu tầm của nhiều người nhất là những người có điều kiện kinh tế đối với việc kinh doanh mặt hàng giày dép online thì bạn cần phải đa dạng mẫu mã kiểu dáng khác nhau ví dụ như nhóm khách hàng ưa chuộng sử dụng mặt hàng giá rẻ mẫu mã đẹp nhóm khách hàng sử dụng giày dép từ các thương hiệu có giá tầm trung hay hàng việt nam xuất khẩu sản xuất trong nước nhóm khách hàng có điều kiện kinh tế ổn định có nhu cầu sử dụng giày dép có thương hiệu chất lượng tốt với ý tưởng kinh doanh giày dép online bạn sẽ không phải bỏ ra quá nhiều vốn để thuê mặt bằng không bị gò bó về thời gian mà vẫn thu được lợi nhuận lớn với đặc thù của hình thức kinh doanh online bạn nên thực hiện marketing cửa hàng của mình qua các trang mạng xã hội để thu hút được khách hàng tiềm năng hiện nay việc mua hàng hóa qua hình thức online trở nên khá phổ biến vì thế kinh doanh giày dép online là ý tưởng kinh doanh ít vốn mà lợi nhuận cao dành cho bạn. 7. Kinh doanh mỹ phẩm online. Nghề kinh doanh mỹ phẩm online ngày càng phổ biến và được nhiều người lựa chọn. Từ học sinh, sinh viên đến dân văn phòng hay các mẹ bỉm sữa đều có thể dễ dàng thành công với mô hình kinh doanh này. Bởi lẽ, sử dụng mỹ phẩm đã trở thành nhu cầu thiết yếu hàng ngày của chị em phụ nữ. Mỹ phẩm trang điểm Mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp không chỉ giúp các chị em chăm chút vẻ ngoài của mình trở nên xinh đẹp, khỏe khoắn, trẻ trung hơn mà còn đem đến sự tự tin và phong thái rạng ngời. Kinh doanh mỹ phẩm hiện tại đang là một trong những lĩnh vực kinh doanh sôi động. Với lực lượng dân số trẻ đông đảo, đây thực sự là một mảng kinh doanh tiềm năng với nhu cầu sử dụng các sản phẩm chăm sóc làm đẹp ngày càng tăng cao. Trên thị trường hiện nay có vô vàng các thương hiệu mỹ phẩm trong và ngoài nước tuy nhiên đừng bao giờ cho rằng bạn sẽ ôm tất cả các loại thương hiệu này để bán mỹ phẩm nhé nhất là khi bạn không có nhiều vốn và cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này để hạn chế tối đa những rủi ro khi kinh doanh mỹ phẩm bạn nên lựa chọn những sản phẩm được quan tâm nhiều trên thị trường tại thời điểm hiện tại dựa vào lượt tìm kiếm mà mức độ quan tâm của người tiêu dùng mà bạn lựa chọn để đầu tư hy vọng với những chia sẻ trên đây của tìm kiếm đầu tư sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc vốn ít đầu tư gì để mang lại nguồn thu nhập ổn định. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem hết video. Để có thêm góc nhìn về phát triển bản thân, phát triển kinh doanh, phát triển đầu tư, anh chị em và các bạn hãy xem lại những video của tìm kiếm đầu tư đã chia sẻ trước đây. Nếu video này có ích với anh chị em và các bạn, xin hãy comment bên dưới và chia sẻ video này cho nhiều người được biết với nhé xin đừng quên like và đăng ký kênh bằng cách nhấn vào quả chuông bên phải màn hình để được cập nhật những video mới nhanh nhất về đầu tư về tài chính và phát triển bản thân xin chào và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn